Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Hà Nội và Sài Gòn là hai thành phố lớn nhất của Việt Nam, phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế, văn hóa, chính trị. Cả hai nơi đều là những cái nôi về văn hóa, ẩm thực, du lịch trên cả phương diện truyền thống hay là sự hiện đại. Đây cũng là nơi tập trung của những cái giới nhà giàu hoặc siêu giàu, thậm chí có thể nói là tinh hoa của đất nước. Chính vì thế thì từ trước đến nay mọi người vẫn luôn đặt ra một câu hỏi rằng ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì khác nhau như thế nào? Nơi nào giàu hơn, nơi nào dễ sống hơn và nơi nào tìm kiếm việc làm dễ hơn? Trong video này, Hải Phòng tôi xin mời tất cả các bác cùng nhìn nhận hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở một cái góc độ một người không sinh sống và làm việc ở cả hai thành phố trên để xem cái sự khác biệt giữa hai thành phố này như nào các bác nhé. Về kinh tế thì Hà Nội năm 2022 tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,89%, đóng góp khoảng 13% GDP, thu ngân sách nhà nước đạt 333.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 18,05% tổng thu cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 6,4 triệu đồng trên người trên tháng, xếp hạng 2 cả nước. Còn với thành phố Hồ Chí Minh thì năm 2022, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,03%, đóng góp khoảng 15,6% GDP, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 471.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 6,39 triệu đồng trên người trên tháng, xếp hạng 3 trên 63 tỉnh thành. Như vậy là trên phương diện kinh tế thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có vai trò lớn hơn và ảnh hưởng hơn so với lại thủ đô Hà Nội. Xin phép các bác được đọc quảng cáo 15 giây. Chỉ với 250.000 đồng một tháng dùng xâm nhung tố nữ Tuệ Linh sẽ giúp phụ nữ trẻ lại, ngủ sâu giấc, sinh lý luôn tràn đầy. Xâm nhung tố nữ Tuệ Linh chiết xuất từ cây xâm tố nữ, giúp phụ nữ hồi xuân, da sáng, tóc mượt, bổ sung nội tiết mạnh gấp 10.000 lần so với mầm đậu nành và rất an toàn. Trên phương diện văn hóa, ngày nay khi có sự bùng nổ của Internet thì sự khác biệt về văn hóa giữa hai thành phố này thì càng ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên thì vẫn còn tồn tại. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, có truyền thống 1.000 năm lịch sử. Do đó thì văn hóa của thủ đô Hà Nội vẫn có cái xu hướng cổ xưa và truyền thống. Còn Sài Gòn thì tiếp cận với cái nền văn hóa phương Tây, thế nên thì cũng tạo nên cái nền văn hóa thoải mái và hiện đại hơn. Quan điểm về sự giàu có của Sài Gòn và Hà Nội thì cũng khác nhau. Người Sài Gòn có thể đi dép kẹp, mặc quần áo cực kỳ giản dị vào các cái trung tâm thương mại, khách sạn sang trọng. Đối với họ thì không vấn đề gì, miễn là họ có tiền để tiêu xài. Với người Sài Gòn thì thước đo của sự giàu có chính là bạn tiêu tiền. Còn đối với người Hà Nội và người miền Bắc nói chung thì giàu có đồng nghĩa với việc bạn có nhiều tài sản tích trữ. Kiểu như là Hà Nội giàu là có nhiều tiền, Sài Gòn giàu là xài nhiều tiền. Nếu ở Hà Nội thì sáng các bác có thể dùng một bát phở cùng với lại các cốc trà đá, nhân trần. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì buổi sáng người ta thường hay nhâm nhi một ổ bánh mì cùng với lại một ly cà phê sữa đá. Thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều địa điểm vui chơi hơn so với thủ đô Hà Nội. Vô số quán bar, nhà hàng, quán cà phê, hộp đêm. Các cái địa điểm này có thể hoạt động suốt đêm. Ngoài ra thì cũng có những hoạt động thể thao rồi thư giãn cũng rất là đa dạng. Còn Hà Nội về đêm thì mang cái vẻ đẹp trầm lắng và yên bình hơn. Hà Nội còn có nhiều không gian lý tưởng để đi bộ ngay trong trung tâm thành phố. Các cái tên gọi khác nhau giữa đồ vật và các món ăn cũng tạo nên cái điểm khác biệt thú vị. Ví dụ như là chén, ly, rồi quả dứa, trái thơm. Về khí hậu thì khách quốc tế thường chọn thành phố Hồ Chí Minh hơn, bởi vì thời tiết trong đó ấm áp và ổn định hơn. Trong khi Hà Nội có thể lạnh đến kinh ngạc vào mùa đông. Hà Nội thì chia thành 4 mùa, xuân hạ thu đông. Rõ rệt và cái mùa đẹp nhất có lẽ là mùa thu Hà Nội. Còn với thành phố Hồ Chí Minh thì trên hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thì kéo dài từ tháng 4 đến khoảng tháng 10. Nhìn chung thì khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh ổn định hơn. Cũng chính vì cái thời tiết thất thường của miền Bắc nên người Hà Nội và người miền Bắc nói chung thì hay có cái xu hướng tích trữ tài sản và phòng những khi trái gió trở trời là như vậy. Về môi trường sống thì cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều rất xô bồ. Vỉa hè bị lấn chiếm gần hết, đường xá thì nhiều rác, hôi thối, đặc biệt là những cái con sông chết.
Nói thật là ở Hải Phòng thì cũng là một cái thành phố thứ ba của Việt Nam sau chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà cảm giác nó ít rác, thoáng đãng và dễ sống hơn rất nhiều so với lại hai thành phố trên. Đặc biệt là những cái con sông của Hà Nội vào mùa hè thì phải nói là ác mộng các bạn. Về giao thông thì phần lớn người dân Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều sử dụng xe máy, kết hợp với lại dân số đông nên hai nơi này thì có cái đặc sản gọi là tắc đường. Một số khu vực thì còn có cái tình trạng ngập lụt nữa, nên khi tham gia giao thông thì sẽ là thủy bộ kết hợp. Hệ thống đường cao tốc và hệ thống đường vành đai sơ bộ đến thời điểm hiện tại thì Hà Nội phát triển nhanh hơn và đồng bộ hơn so với lại Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống đường sắt đô thị thì Hà Nội có Cát Linh Hà Đông, tuyến này thì đã được đưa vào khai thác vận hành. Còn Thành phố Hồ Chí Minh thì có Bến Thành Suối Tiên cũng đang chuẩn bị đưa vận hành rồi. Cả hai dự án này đều có số vốn và đội vốn kỷ lục cùng với lại cái thời gian thi công phải nói là cực kỳ lê thê. Về con người thì nhiều người cho rằng người Hà Nội thường lạnh lùng hơn so với người miền Nam. Người Sài Gòn thường niềm nở và hiếu khách. Tuy nhiên thì một số người lại cho rằng những cái người sinh sống ở Hà Nội khi mà đã thân thiết với nhau hơn thì cái cách thể hiện của họ sẽ khác hơn. Họ sẽ trở thành những người bạn thực sự khi họ chịu mở lòng và khi đó thì cái giao tiếp của họ sẽ niềm nở và vui vẻ hơn rất nhiều. Còn với cá nhân Hải Phòng chúng tôi thì các bác chỉ cần đi du lịch thông thường thôi sẽ thấy cảm nhận rõ ràng hai cái nhận xét trên. Có những cái ví dụ nó rất là nhỏ thôi nhưng các bác có thể thấy được cái cách sống của hai này khác nhau như nào. Ví dụ như là các bác là hỏi thăm đường rồi thì người miền Nam Bộ hoặc là người Sài Gòn miền Tây ấy, thì họ chỉ rất là nhiệt tình, thân thiện. Còn người miền Bắc mình thì có những chỗ có khi là trả lời không được vui vẻ lắm hoặc là trả lời qua loa thôi. Nhưng mà đây là cảm nhận cá nhân thôi các bác nhá, không đánh đồng tất cả. Tất nhiên là miền Bắc sẽ có những người chỉ dẫn rất là nhiệt tình, nhưng mà tôi đây là lấy ví dụ chung chung thôi các bác nhá. Về du lịch thì Hà Nội là trung tâm kết nối các địa điểm du lịch nổi tiếng của miền Bắc như Hạ Long, Quảng Ninh, Tràng An, Ninh Bình, Sapa, Lào Cai. Còn với miền Nam thì từ Thành phố Hồ Chí Minh các bạn có thể tới các cái vùng sông nước như Mekong, Mũi Né hoặc là xuống Cà Mau. Nói chung là cái du lịch này thì sẽ theo quan điểm cá nhân của từng người. Về ẩm thực thì hai thành phố này đều có cái nét riêng và độc đáo về ẩm thực riêng. Phổ biến nhất là ẩm thực đường phố. Hà Nội thì nổi tiếng với các cái món phở. Các bạn có thể tìm thấy những cái món phở truyền thống của Hà Nội ở bất cứ cái ngõ ngách nào trong các cái khu phố của Hà Nội với giá rất là rẻ. Còn ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh thì có xu hướng ngọt hơn và cay hơn. Thành phố này cũng nổi tiếng về cà phê, các loại cà phê đá ngọt ngào và rất là đậm đà. Trong mối quan hệ ăn uống cá nhân hoặc là gia đình thì không quá câu nệ, phép tắc hay dự ý là cái điểm nổi bật trong phong cách sống của người Sài Gòn. Nếu bạn là khách, bạn đến chơi gia đình của một người ở Sài Gòn vào giữa bữa cơm và bạn sẽ được mời ăn cơm. Bạn có thể vô tư lấy thêm bát đũa và ngồi cùng ăn với họ. Tuy nhiên thì ở Hà Nội hoặc miền Bắc nói chung thì nếu khách đến nhà thì gia chủ thường hoãn bữa cơm lại để tiếp xong khách xong xuôi thì họ mới tiếp tục ăn. Hoặc là họ sẽ mời khách theo kiểu cho phép lịch sự thôi. Nhưng mà những người khách này thì thường không ngồi xuống để dùng bữa. Như vậy là Hải Phòng tôi đã tóm tắt ngắn gọn những cái điểm khác biệt giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Những cái điểm khác biệt này thì nó là cái quan điểm cá nhân của Hải Phòng chúng tôi thôi, nó không phải là đánh đồng tất cả các bác nhá. Các bác thấy sao về cái sự khác biệt giữa hai thành phố lớn này? Để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ Hải Phòng chúng tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Xin chào.